những mùi hay của mọi người đấy. 10 giây đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Từ từ làm gì mà ngó nghiêng thế? Cởi bình thế. Bao nhiêu? 7.000, 8.000, 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 8.000
6.500 này. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Vâng. Hồng này 6.500 này, 7.000 là Kim Anh này, Thanh Thúy là 7.500 này, 5.600 là của Phạm Quỳnh này. Bao nhiêu? 8.000. 10 giây đếm ngược tiếp này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở. Ok. Hồi hộp quá, người nào không biết. Còn mốc tiếp theo của TAV là bao nhiêu? Thật sự em hồi hộp. 25 anh chị em, người nào đắt xem rồi. Hai cái gì? 25.000. Quên. Nào, 25.000. Cho em gửi lời cảm ơn đến 25.000 các anh trai, các chị gái. Gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn, các em đang xem live của em Đạt ngày hôm nay. 10 giờ rồi mà vẫn còn 25.000 anh chị em xem live. Bao nhiêu lần nhiều? Bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần rồi? 9.000. Bao nhiêu? 25.700 rồi. 26.200 rồi. Bao nhiêu đơn? Bao nhiêu đơn? 10 giây đếm ngược này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở. 26.600 rồi. Nhây quá. Bao nhiêu ạ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 28.700. Càng đêm càng lên view. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. 10.000 đơn rồi. 12 rồi. Nào đếm nào. Đếm năm. Năm tôi nhân năm. Năm, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu này xem bao nhiêu đơn được bán. 10.000 đơn. Anh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh các chị gửi đến 3.349 các anh các chị và các bạn đã tin tưởng ủng hộ Sula Paris và đã có 5.800 đơn được bán ra. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn hơn 30.000 những vị khách hàng, những người bạn, những người anh, những người chị, những người em đang theo dõi live của em Đạt. Mọi người ơi, cho em Đạt xin những lượt bấm tay vào đây và chia sẻ lại cho em Đạt nhé của mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tiếp tục nha mọi người. Bao nhiêu đây? 32.000 anh chị em rồi. Tiếp tục nha mọi người.